Thưa quý vị, đừng bỏ lỡ cuộc thi tiếng Anh chuẩn quốc tế ngay tại trường học của bạn. Đó là thông điệp mà AMA Quảng Nam muốn gửi đến tất cả các bạn học sinh tại thành phố Tam Kỳ. Được sự cho phép từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ, Trung tâm Anh ngữ AMA tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh English Tournament dành cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Cuộc thi hoàn toàn miễn phí, AMA sẽ đến từng trường để tổ chức thi cho các em. Nội dung thi theo chuẩn Cambridge gồm 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đây là cơ hội tuyệt vời để các em giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài, làm quen với chuẩn thi quốc tế, tạo sân chơi lành mạnh và tăng thêm niềm yêu thích ngôn tiếng Anh hơn nữa. Trong thời gian gần đây, học sinh tham gia các hoạt động của trung tâm AMA tổ chức thì đây cũng là một cơ hội để cho các em tiếp cận dần với các cái nội dung tiếng Anh theo chuẩn quốc tế và giúp cho các em có thể là cơ hội để nâng cao năng lực trong việc học tiếng Anh sau này. Em rất thích môn học tiếng Anh. Hàng ngày em đều xem những video bằng tiếng Anh và những bộ phim nước ngoài có phụ đề tiếng Việt. Qua cuộc thi, em thấy mình đã làm khá tốt, nhưng cũng hơi hồi hộp về kết quả của mình. Nhờ có cuộc thi mà em đã tự tin hơn trong việc giao tiếp tiếng Anh. Cảm ơn trung tâm AMA đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích để chúng em có thể thỏa sức đam mê của mình. Ở vòng loại cấp trường, những thí sinh đạt kết quả cao nhất sẽ được trao quà tặng và học bổng. Ngoài ra, các em còn được tuyển chọn để tham dự thi chung kết cấp thành phố.